Rồi hello, chào tất cả anh em ha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Mỹ Mô Tô nha các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là cửa hàng của anh Dương vừa mới về lại cái cửa hàng mới nha anh em. Cũng giống như cái địa chỉ cửa hàng trước nha các bạn. Chỉ là dời cỡ khoảng 500m thôi nha các bạn. Đó, cái địa chỉ ở đẳng là 320 nha anh em. Còn cái địa chỉ này là mới, cửa hàng của ảnh là ở đây là 52 nha các bạn. Cũng Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương luôn nha các bạn. Và số điện thoại thì cũng y cũ nha các bạn, 0975787879 ha. Đó, thì cửa hàng của ảnh vừa mới dời lại đây là mình review cho anh em xem liền nha anh em. Để anh em nào mà có xem cái những video trước á thì anh em có thể biết cái địa chỉ mới, cái cửa hàng mới của ảnh ở đây nha. Ở đây thì nó rộng hơn cái cửa hàng cũ của ảnh nha các bạn. Rất là rộng luôn các bạn ơi. Có thể trưng bày tất cả các mô tô ảnh có ha. Đó, thì mình sẽ vô trong mình quay sơ lược cho giới thiệu cho anh em và mình báo giá gặp anh Dương ở đây nha các bạn. Đó, mình vô mình gặp anh Dương ha. Để anh. Thì cửa hàng hôm nay em có nghe nói là anh có dời cửa hàng mới nè. Em đến đây mình quay mình cho anh em tham khảo về cửa hàng của mình. Chào tất cả anh em nha. À. Hôm nay thì cửa hàng mình dời về địa chỉ mới là 52 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương. Nói chung là nó cách chỗ cũ chừng khoảng 500-700m thôi. Dạ. Nói chung xe thì bây giờ mình tập trung được hết về một mối một chỗ rồi. Anh em xe dễ quay dễ lửa hơn. Nói chung xe thì giá cả thì mình cũng sẽ cập nhật lại cho nó phù hợp với cái tình hình hiện tại á. Dạ. Mà giá nó sẽ cũng sẽ mềm hơn khá là nhiều đó. Còn tất cả mọi cái chính sách ưu đãi hay khuyến mại thì trước giờ thì cũng vẫn giữ nguyên luôn nha. Dạ. Nó chỉ có điều là về đây là xe nó nhiều hơn, giá nó tốt hơn và mình phục vụ được anh em ok hơn. Ví dụ như em quay có thể giới thiệu sơ sơ một vài dòng cho anh em thôi, thì nếu mà quay hết tấm này chắc nó tốn nhiều thời gian lắm, phải chia nó làm được. Dạ. Đó thì đầu tiên mình ra đây mình xem cái chiếc FZ 6G này nè anh. Con này là Yamaha FZ 6GR, xe hải quan chính ngạch đời 2009 nha. Dùng xe biển số Sài Gòn, xe còn đẹp lắm. Cái này 4 máy anh. Đúng rồi, 4 máy, dòng Sport Touring. Thì về cái dòng xe này thì giá cả thì anh em cứ alo số điện thoại này gặp anh giá Dương. Đây, xe nào anh cũng để công khai hết á, 135 củ. Đó. Rồi rồi, anh nói giá luôn anh em ơi, 135 củ nha các bạn. Mọi thứ thì nó hơn nhiều, cái kinh đa 400 đằng sau lưng em đây có luôn rồi nha. Rồi. Nói chung là anh hướng tới cái phần là đa dạng về chủng loại xe và giá cả cho anh em lựa chọn từ khoảng tầm 20 triệu đến hơn 20 triệu. Dạ. Từ 125 cho tới hơn 1.000cc. Đó. Thì các dòng xe ở đây thì ảnh cũng có nói là giá từ trên 20 triệu các bạn. Trên 20 triệu cho đến 200 triệu là cũng có nha các bạn. Cũng có mà xe bình dân, xe cao cấp cũng có hết. Đó, xe gì cũng có, anh em cứ xem từ từ tham khảo giá cả ha. Mình sẽ giới thiệu cho anh em cái dãy này nha anh em. Đó, dài vào trong ha. Anh em muốn nhanh á thì rất dễ, mỗi một dòng xe anh sẽ giới thiệu nó khoảng giá từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Dạ, dạ. Dễ mà. Ví dụ như G3 đi thì xe này 26 này. Con này là 95 triệu. Đó, dạ. Nói chung là xe đẹp leng keng luôn. Mấy cái dòng xe phổ thông thì gần như anh em biết hết rồi. Còn G15 V3 thì bên anh thì có xe từ đời 2018 đến xe 2020, nói chung là ô tô từ ngàn cây cho đến 20.000 cây, giá thì nó sẽ dao động từ 58 cho tới 66 triệu, đó tùy xe nha anh em, đó lại là tiền nào của đó đó, đó giờ 53 nhiều lắm, giờ 15 V3 cũng còn số lượng rất là đông nha các bạn. Rồi ở đây thì tới Suzuki nè. R thì anh có từ đời 27 cho tới đời 29. Dạ. Giá thì nó cũng dao động từ 45 triệu cho tới ngoài 50 triệu. Đó. Đây là RX bản R, nói chung là xe hơi cũ một chút cũng có, mà xe chạy 2 3 4 5 ngàn cũng có hết. Dạ. Rồi ở đây qua giới thiệu cho CBG này, G15 V2 rồi nè. V2 thì anh còn có một chiếc thôi, dạ. Số Sài Gòn, xe đẹp, giá là 49 triệu. Dạ. Xe đẹp ha. Xe nó quá đẹp luôn các bạn ơi. Nói chung là cửa hàng của anh ở đây là rất là rộng nha anh em. Có trưng bày rất là nhiều cái dòng ô tô khác nhau nha. Anh em cứ từ từ theo dõi nha. Rồi, xem đi. Dạ. Kệ đây thì mấy con dòng VX là gần với dân tên là mình 200. 200 ha. Nói chung là xe toàn 29 luôn rồi. Đi 2-3 ngàn cây.
nó dao động thì khoảng trên 50 xíu nó có xe rồi. Xe nó gọi là xe, nếu mà xe nó đời thấp hơn mà đi nhiều hơn thì nó khoảng 4 mấy thôi. Dạ. Đây CBG 150 nè. CBG 150 mẫu Nhật Thái 2011 2012. Còn có hai chiếc thôi. Còn hai chiếc à? Nói chung là hai chiếc xe đẹp không à. Con này là 47 năm. Bốn chiếc kia là 49 năm. Xe kia thì nó mới chạy mười mấy ngàn thôi. Nói chung là nó kèm lắm. Dạ. Còn dòng RXS này anh còn nhiều lắm, nói chung là khoảng chục con nữa. Giá thì nó dao động từ khoảng 41 cho tới 46 triệu. Xe thì cũng từ đời 27 đến đời 29 luôn. GS này ha. GS bản Net 3 ha. Net 3. Đây con xe BG 150 nữa nè các bạn. Con này là siêu keng luôn. Giá 49 triệu 500 nha các bạn. Xe còn mới. Áo như mới luôn nha. Đèn ngon thì đây trước là cả chục chiếc đi bán rồi, còn có hai chiếc ngon. Xe hai xe này đều là 29 hết. Ô tô thì mới đi tầm 3-4 ngàn thôi. Nói chung là như xe mới đó. Giá thì đồng giá luôn nha. 48 triệu 500. Dạ, 48 triệu 500. Đồng giá luôn nha các bạn. Đời 29 nha. Hai chiếc đồng giá là 48 triệu 500 nha các bạn. Sang đến cái dòng mini bike á. Mini anh em. Sẽ có Bentley 125. Bentley 125 thì cũng còn khoảng 5-6 chiếc nữa. Giá thì nó dao động từ 21 tới 28 triệu. Dạ. Ví dụ như con 28 triệu nó phải đẹp hơn. Con này được biển số đẹp cho 68, 666. Thế nên là thích chơi phong thủy. Còn ví dụ xe bình thường thì từ 21 đến 25 triệu là có xe đẹp ok cho anh em rồi. Ở đây. Đây thì MSX. MSX thì con này thì 27 triệu 500. Đây là Kawasaki Z. Còn thích cái dòng cao cấp hơn 125. Thì mình có Kawasaki Z125. Nói chung là dòng này là chắc là cao cấp nhất trong dòng mini rồi đó. Giá thì xe 27 giá có 48 triệu 900 ngàn thôi. Xe này mới đi có 5-6 ngàn thôi. Thì xe mới này nó tới 100 triệu bạn đó. Thì thật sự mình có thể nói là nó là dòng cao cấp nhất trong dòng mini rồi. Rẻ hơn chút nữa thì có con Mazda 1 nè, đó xe Trung Quốc, nó cũng gồm cùng phân khúc với MSX, xe này 110, con này 27, giá thì 18 triệu 9 thôi, giá 18 triệu 9 nha các bạn. Còn ví dụ như mấy cái thể loại mà gọi là Benz thì nhiều hoặc là cũng sơ để cho mấy anh mấy chú thì cũng có luôn. Đây, Vento này, 150 này. Vento 150. Giá 21 triệu 500 nè. 21 triệu 500 nha các bạn. Đúng rồi. Nói chung là xe nó còn điện lạc sạch sẽ. Dạ. Nó không phải là leo keng nhưng mà nó còn ok. Máy móc ngon. Đây. Cái bên đây nè. Của em Hút 125. Hay còn gọi là con xe cho sói 125 đó. Con này đàn anh của Husky. Dạ. Xe đời 21. Cái xe này thì nó cũng giá nó cũng bền thôi. 20 triệu 500 ngàn nha. 20 triệu 500. Cái dòng xe này do mấy anh em thích đi gọi là dòng cổ điển đó. Dạ. Đây lộng. Rồi đây GZ. GZ 125 thì xe 23. 150. Đúng rồi, 150A, mẫu mới đó. Con này thì 38 triệu. Đó. Còn tầm hơn 30 nữa cái dáng mà con sơ hay là classic thì có mấy tần này. 125 đến 29 số Sài Gòn, giá là 34 triệu. Nói chung là anh em thông cảm vì mình giới thiệu nó hơi nhanh một chút, tại vì đúng rồi, là mình giới thiệu tổng quát cái cửa hàng thôi. Dạ. Những clip sau thì em nó sẽ đi chi tiết bằng máy để cho anh em coi từng chút một đó nha. Đó. Đó có Suzuki EM 150 đấy này, mới giá cả classic này. Dạ. Con này thì quá keng quá đẹp luôn này. 36 triệu 500. 36 triệu 500 các bạn. Đấy, cực kỳ luôn đó. Còn ví dụ như anh em thích hạng nặng thích, đó, thích những cái dòng hạng nặng cũng có nha các bạn. Bentley 600 nè. Rồi CB 1000 nè. CB 1000. Anh em mà có hỏi mình Harley Davidson thì mình cũng
chiều nay mình cũng lấy về một chiếc, mấy cái chiếc là ADV hoặc là gần như kiểu cọc cao á. Nhưng mà sắp tới đây là mình gần như đủ chủ loại để cho anh em luôn đó. Thì mấy dòng CB là 1000 thì mấy xe hàng nặng thì nó tầm khoảng hơn 200 chút thôi. Còn ngon bổ rẻ thì Bentley 600 thì nó chỉ có 115 triệu thôi. Nằm trong đây. Còn rất là nhiều nha các bạn. Hôm nay thì cái clip này mình như anh chủ hồi nãy anh Dương cũng có nói ha. Giới thiệu sơ qua mình quảng cáo cái cửa hàng của ảnh, cửa hàng mới nha các bạn. Thì những clip sau mình sẽ quay chi tiết hơn và nổ máy cho anh em nghe luôn. Đó, anh em cứ từ từ theo dõi ha. Z thì xe bình thường 20 mấy triệu cũng có, mà xe gọi là xe cọp luôn 30 mấy triệu cũng có luôn. Đó, FZ 150i á. Té với đây 17 thì giá là 48 triệu 500. Đó. Ok, còn trong đây nữa, xe này kia con Maverick này thì anh tính anh dọn lại trưng tiệm để mình bán. Đang mua đồ về anh dọn cho nó lên kệ á. Còn con này thì CB 125, nhưng mà con này nó dọn keng lắm rồi, lên đầu lòng bình xăng, nói chung là máy của là 250 rồi, tất cả đồ đạc thì đều xi lại mới tinh hết rồi, nhưng mà giá nó hơi cao một chút, 28 triệu 500 rồi. 28 triệu 500. Cái tiền dọn không người ta mất tầm 20 triệu. Dạ. Yeah. Bình thường mấy xe CB 125 thì 28 còn dưới 20 thì mấy triệu. Dạ. Yeah. Đây 302 25. Xe đổ dáng Ducati Hypercharger. Dạ. Yeah. Nói chung là máy móc ngon lắm. Đổ của dáng đẹp, xe cũng đẹp nữa. Giá thì chỉ có 59 triệu 500 thôi nha. Rồi, FZ nè, FZ nè, anh cũng có nói rồi ha, báo giá rồi. 95, 26, xe này là siêu cọp luôn á, đi chưa tới 10 ngàn cây. Em coi thử lên nha, coi ốc tán rồi. Xe hẳn vậy. Xe càng lắm. Đó, giờ đếp thì nãy cũng có giới thiệu sơ qua giá cả cho anh em ha. 200 á, thì anh đồng cả Lexby và Seaport làm RF, RS, RS đều có đủ hết luôn. Dạ. Đồng Lexby thì nó 26 với 27, nói chung là xe cũng đẹp không á. Giá thì đồng giá luôn, 43 triệu 500. 43 triệu 500. Chiếc màu đen với một chiếc màu vàng. Còn bên ngoài kia thì có cái dòng RS và dòng Seaport đó. Bên ngoài chiếc đó là 53 triệu 500. Giờ đó mới chẳng mấy ngàn cây. Full xanh 200 nha các bạn, mẫu Lexby ha. Ngoài kia còn một chiếc mẫu xích bọt nha các bạn. Full xanh 200 luôn. Còn đây nữa. Ở đây còn 3 chiếc ha, full xanh luôn anh. 3 chiếc rồi. Dạ. Nói chung là thường thường xe phổ thông anh cứ mỗi loại anh có khoảng từ 3 chiếc trở lên lên ghế nữa. Rồi. Dạ. Ra đây còn lấy dòng xe Bentley 175. Con này thì tháng 12 năm 2019 lận. Dạ. Đi có 3-4 ngàn km. Nói chung là như xe phòng luôn. Con này thì 45 triệu nha. Hai kiếng hai chìa đầy đủ. Đó, phân khúc 300 thì anh có Z3 27 Kawasaki. Con này là 93 triệu 500 nha. Đó. Đây là KTM Đúc 390 ABS 25. Giá là 79 triệu 500 ngàn. Đời mới là mới bay thì có con này. Con này là con CB 150R bản Jetfire. Nói chung là nó là con giống như kiểu con CBR bản Lexby đó. Yeah. Đó. Con này thì xe là tháng 3 năm 2020. Nói chung khách mới đi được có 2-3 tháng rồi. Đi có 3.000 cây thôi. Nói chung là xe mới luôn. Xe thùng xa là nó vậy á. Yeah. Rồi hết 2 triệu 2 kg này. Giá thì 62 triệu 500. Đó. Nói là nếu anh em nào thích dòng Honda mà không thích đi CBR nó trồn quá thì mình có thể mình chọn cái dòng Lexby này. Yeah. Nó cũng giống như kiểu dòng 15 nó kèm thêm con FZ 155 đó. Lexby với Seaport. Thì hồi nãy giờ anh Dương cũng có đứng ra giới thiệu cái cửa hàng của ảnh, các cái dòng ô tô ở đây ha anh em, cũng còn nữa nha các bạn, tại vì còn cũng còn nữa nhưng anh để em coi ha. Cái này số này anh chỉ để em có được không? Thì nãy giờ mình giới thiệu nó hơi nhanh sơ lược không nổ máy được á, thì anh em cũng thông cảm mình ha. Dạ. Từng cái đầu xe một còn là từng. Dạ dạ. Thì mình sẽ dễ được hơn thì coi như em dễ coi và dễ lựa đó. Yeah. Đó, anh em cứ theo dõi cái clip sau ha, những clip sau mình sẽ làm chi tiết về các dòng ô tô khác nhau cho anh em tham khảo chính xác hơn. Em xe ha. Trong tiền có 5, 7, 10 chiếc thì mình sẽ quay đủ 10 chiếc để anh em quay luôn. Dạ. Đồng, mỗi giá,
tại sao xe này nó rẻ hơn, tại sao xe kia nó mắc hơn, tự nhiên em dễ lựa. Nói chung mọi người bình thường thì đi mua xe á, người ta nhìn vào giá không, còn người thông minh thì người ta sẽ nhìn vào giá trị của cái sản phẩm, đó là cái chất lượng. Giá cả thì anh em nãy giờ cũng tham khảo về giá cả các dòng mô tô ở đây ha. Anh em nào có nhu cầu thì mình cứ đến cái địa chỉ 52 á anh em. Điện thoại cho mình đọc tên cái dòng xe ra, nếu mà có trong tiệm thì mình sẽ báo giá cho anh em cái tình trạng xe luôn. Dạ. Số điện thoại có để trên màn hình nhé các bạn. Anh em đừng có hỏi là anh ơi mô tô nhiều chiếc, là thật sự mình không biết trả lời sao đâu. Dạ. Anh em cứ xác định được là mình muốn đi làm xe gì thì nó sẽ dễ tư vấn hơn. Hoặc là cái tầm tiền anh em có tài chính bao nhiêu anh em muốn mua thì mình sẽ tư vấn được loại xe luôn nha. Rồi, video đến đây là kết thúc anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Hẹn anh em trong những video tiếp theo, mình sẽ làm chi tiết về cái dòng mô tô ở đây hơn anh em. Rồi.